Người đàn ông này chính là một đặc vụ cấp cao, anh là nỗi khiếp sợ của toàn bộ tội phạm ở Mỹ. Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra với anh ấy, lại có kẻ dám đánh bom thách thức ngay tại thành phố anh sinh ra và lớn lên. Liệu anh ấy có thể tóm gọn được bọn khủng bố, hay sẽ bị chúng cho ăn cháo hành ngập mồm? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu nha! Một vụ nổ kinh hoàng diễn ra trong chớp mắt, hơn 500 người trên tàu đều thiệt mạng. Sau đó những ngọn lửa hình nấm bốc lên, vụ việc này khiến cả nước chấn động. Ngay sau đó rất nhiều cảnh sát cứu hộ và lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Cùng lúc này, Cục Quản lý Chất cháy nổ đã cử một đặc vụ cấp cao đến đây. Anh ấy là Doug Carlin, người có nhiều kinh nghiệm và sự suy đoán sắc bén. Ngay cả như thế anh vẫn rất bàng hoàng khi đứng trước thảm họa này. Để điều tra rõ vụ việc, Doug bắt đầu tìm kiếm cẩn thận những mảnh vỡ gần đó, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Cũng chính lúc này, một mảnh vỡ nhỏ gắn sợi dây đồng đã thu hút sự chú ý của anh. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, trong lòng Doug có một suy đoán, nhưng để kiểm chứng điều này, một lần nữa anh đến gần chỗ cây cầu cách đó không xa và có phát hiện mới ở dưới cầu, chính là những gì còn sót lại của vụ nổ thuốc amoni. Cũng chính là nói, đây là một vụ tấn công khủng bố có kế hoạch. Vì thế Doug nói phát hiện của mình cho cảnh sát, hy vọng họ có thể dựa vào mảnh vỡ để điều tra kẻ tình nghi. Sau đó anh quay lại Cục Quản lý Chất cháy nổ, chuẩn bị dùng khả năng quan sát nhạy bén tìm ra kẻ tình nghi ở trong camera giám sát. Lúc này đồng nghiệp Ganna đưa cho anh một mã số. Hóa ra vừa rồi có một cô gái gọi đến nói muốn gặp Doug, nhưng anh không để ý. Cũng chính lúc này, nữ đồng nghiệp phía sau đột nhiên nói với anh, phía cảnh sát phát hiện một thi thể đặc biệt ở hiện trường. Sau khi Doug đến cục cảnh sát, phát hiện người tử vong là một cô gái. Pháp y nói với anh, theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên người cô ty bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng không phải bị bỏng đến hẹo, mà đã toang từ rất lâu trước khi vụ nổ xảy ra. Bốn ngón tay phải của cô cũng biến mất, nhìn vào có thể thấy rằng ngón tay bị cắt bởi vật sắc nhọn. Điều mấu chốt là, Doug phát hiện trên miệng của cô ấy có vết của băng dính để lại, rõ ràng là một vụ mưu sát, nhưng sự ra đi của cô và vụ nổ có liên quan gì đến nhau? Là trùng hợp xuất hiện, hay là có người cố ý mượn vụ nổ để che mắt? Nếu như là ý thứ hai, thì hung thủ và vụ đánh bom chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ, thậm chí rất có khả năng là cùng một người. Vì thế Doug bắt đầu từ việc điều tra danh tính cô gái đã hẹo này, thông qua điều tra biết được tên cô ấy là Claire, sau đó Doug đã tìm đến bố của cô gái. Sau khi biết tin con gái qua đời, dù ông ấy không khóc thảm thiết nhưng trong lòng đã sụp đổ. Qua một hồi nói chuyện, tuy rằng bố cô không biết rõ gần đây con gái có chuyện gì, nhưng vẫn cung cấp địa chỉ nơi Claire đang sống, để Doug đến tìm xem có manh mối đặc biệt gì không. Thế là Doug một mình đến nhà của Claire, nhưng khi anh vừa bước vào, đột nhiên nhìn thấy một câu nói được dán trên tủ lạnh. Ý của nó là cậu có thể cứu cô ấy. Điều này khiến Doug có chút bối rối. Sau đó trong lúc kiểm tra, anh phát hiện một chiếc áo dính đầy tiết canh, hơn nữa ở trên sàn nhà cũng có không ít huyết tương, nhưng trong nhà không có dấu vết xô đẩy. Doug cẩn thận kiểm tra từng góc, sau đó bật hộp thư thoại, trong đó tổng cộng có 3 lời nhắn, một cái là của bố Claire, một cái là của bạn thân Claire. Thông qua lời nhắn có thể biết, hình như Claire muốn giao bán chiếc xe của mình. Lời nhắn cuối cùng khiến anh ngạc nhiên, bởi vì đó lại là giọng của chính anh. Lúc này anh mới nhớ ra Claire chính là cô gái mà Ganna nói, người phụ nữ đã gọi đến tìm anh. Việc đến lúc này, Doug đã có phán đoán, hung thủ hại chết Claire có thể là kẻ thực hiện vụ khủng bố. Lúc này FBI đã tiếp nhận toàn bộ vụ đánh bom, vì vậy Doug nói ra toàn bộ những phát hiện của mình. Claire đã hẹo trước khi xảy ra vụ nổ, hung thủ đã bắt cóc và khử cô ấy trước đó, sau đó lại gây ra vụ đánh bom. Có thể Claire biết được gì đó, nên trước khi việc xảy ra đã gọi điện đến Cục Quản lý Chất cháy nổ. Chỉ cần tìm được hung thủ hại Claire thì vụ đánh bom được giải quyết. Suy đoán này khiến người của FBI ngạc nhiên. Họ không ngờ Doug có thể tìm ra thông tin quan trọng nhanh như vậy, và phần còn lại sẽ giao cho họ điều tra. Nhưng khi Doug rời đi bỗng phát hiện ra chiếc xe của người bạn Danny. Anh tiến đến hỏi Danny đã về chưa, vì theo thời gian mà nói, Danny đang được nghỉ. Người của FBI nói với Doug, chiếc xe được mang về từ hiện trường vụ đánh bom, có thể Danny đã toang trong vụ đánh bom đó. Nghe đến đây trong lòng Doug dâng lên một nỗi buồn, anh ra ngoài để thương tiếc cho bi kịch của bạn mình. Không lâu sau, Jill ở FBI đi đến cạnh bên anh ấy. Ông ấy nói mình thuộc bộ phận đặc biệt trong FBI. Vụ đánh bom này cũng là vụ án đầu tiên của họ. Jill muốn mời Doug tham gia vào đội điều tra của mình, vì họ đang thiếu một người có sự phán đoán nhạy bén như anh. Sự ra đi của Danny khiến Doug quyết tâm tóm được hung thủ. Thế là anh cùng với Jill đến một căn cứ bí mật. Ở đây khác với những nơi khác, thiết bị điện tử và màn hình ở khắp mọi nơi. Doug ngồi xuống trong sự bàng hoàng. Một người trong số đó nói với anh đây là hình từ 4 ngày trước. Hy vọng trong đoạn băng anh nhìn thấy có kẻ tình nghi nào hay không. Sau đó bắt đầu chuyển đổi các góc quay khác nhau. Lúc này Doug đặt ra một nghi vấn, giả dụ đây là video giám sát của 4 ngày trước, làm thế nào họ có thể thay đổi các góc quay khác nhau, thậm chí có thể tùy ý dừng lại và lại gần người ở đó. Jill vội vàng nói rằng họ thu thập dữ liệu trên toàn quốc, tổng hợp thành một video hoàn chỉnh, vì vậy trong phạm vi cho phép có thể chọn bất cứ thứ gì để quan sát. Hơn nữa đa số dữ liệu đến từ 7 vệ tinh trên bầu trời. Nghiên cứu này còn được gọi là Snowy. Dù Jill nghiêm túc giải thích tất cả, nhưng Doug vẫn chỉ ra điểm sơ hở trong đó. Đó chính là video của 4 ngày trước. Làm thế nào họ nhận được tín hiệu âm thanh? Bởi vì họ có thể nghe rõ những gì mọi người ở đó nói chuyện. Điều này khiến mấy người im lặng. Doug lại đột nhiên hỏi tiếp, có thể kiểm tra 4 ngày trước, tại sao không kiểm tra ngày xảy ra vụ đánh bom? Jill nói rằng cần chờ đợi, vì phải mất 4 ngày để tạo ra được một video hoàn chỉnh như này. Cũng chính là nói, đồng bộ thời gian trong đó và thực tế, bây giờ muốn xem video ngày xảy ra vụ việc thì cần đợi thêm 4 ngày nữa, và nội dung video không thể đảo ngược, bỏ qua rồi cũng không thể xem lại.
Vì vậy đây là lý do muốn mời Đức tham gia vào đội, hy vọng anh có thể tìm ra kẻ tình nghi và bắt được hung thủ. Dù 3 ngày sau họ cũng có thể biết được sự thật vụ đánh bom, nhưng rất có thể sẽ bỏ qua chi tiết quan trọng, và kẻ tình nghi cũng có thể lợi dụng thời gian này trốn ra nước ngoài. Đức suy nghĩ một lúc, bảo họ chuyển góc quay đến chỗ nhà Claire. Nếu kẻ tình nghi bắt cóc Claire, chúng ta có thể tìm được đáp án trước ở chỗ cô ấy. Điều anh không ngờ là, nghiên cứu này vô cùng kỳ diệu, vì từng cử chỉ hành động của Claire anh đều có thể nhìn rõ, và anh cũng có một cảm giác quen thuộc với người phụ nữ này. Chính lúc này, một cuộc gọi làm gián đoạn suy nghĩ của anh, hóa ra là phía cảnh sát đến nhà Claire tiến hành kiểm tra. Phát hiện có dấu vân tay của anh, họ trách anh xử lý việc không chuyên nghiệp, nhưng anh nhớ rõ ràng anh có đeo găng tay khi đến nhà cô ấy. Điều này có chút kỳ lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều, vẫn quan sát tình hình của Claire. Nhưng sau khi tiếp tục quan sát, anh phát hiện ra điều không ổn, vì hình như Claire đã phát hiện ra có người lén theo dõi cô. Chỉ thấy cô đi xung quanh hét lên ai đó. Đức yêu cầu đổi góc quay để kiểm tra tình hình xung quanh. Anh tưởng hung thủ đã xuất hiện, nhưng tìm tất cả các góc quay đều không phát hiện được gì. Đức ngồi trên ghế bắt đầu suy nghĩ, có thể nào Claire cảm thấy mọi người đang theo dõi cô ấy không? Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng anh vẫn cùng mọi người quan sát hành động của Claire. Cứ như vậy không lâu sau đó, một manh mối quan trọng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Claire từng đăng thông tin bán xe của mình trên mạng, trùng hợp có người muốn mua chiếc xe này, bèn liên lạc với Claire và lấy địa chỉ với danh nghĩa đến xem xe. FBI tiếp tục tiến hành theo dõi cuộc gọi, kết quả phát hiện cuộc gọi đến từ bốt điện thoại công cộng, nhưng màn hình giám sát bị giới hạn phạm vi, bốt điện thoại lại nằm ngoài phạm vi. Thế là FBI vội vàng gọi cho người giám sát ở khu vực gần đó. Dù góc quay đã tìm được người đó, nhưng không có cách nhìn thấy mặt hắn. Chiếc túi bên cạnh hắn đã gây chú ý với Đức, anh để họ tìm ra chiếc túi, sau đó ghép với cái trên tàu du lịch. Quả nhiên không lâu sau tìm được một kẻ tình nghi, nhưng vì buổi tối, mặt đối phương vẫn không thể nhận ra. Đức khẳng định tên này là kẻ đánh bom và cũng là hung thủ sát hại cô ấy. Tưởng rằng mọi thứ đã đến hồi kết, vì chỉ cần theo dõi thì sẽ tìm ra được hắn, nhưng Đức vì muốn kiểm chứng suy đoán của mình, đột nhiên lấy ra bút laser rồi chiếu lên màn hình, chỉ thấy một đốm sáng xuất hiện trực tiếp bên cạnh Claire. Lúc Claire quay đầu kiểm tra, toàn bộ hệ thống bị tê liệt, cảnh tượng này khiến nhân viên hoang mang, may mắn là sau đó đã khôi phục lại được. Đức tức giận bảo mọi người giải thích đây là chuyện quái quỷ gì, vì sao tia laser có thể xuyên qua mà cô gái trong video lại phản ứng với nó. Không còn cách nào, mọi người đành nói ra sự thật. Hóa ra nghiên cứu này không đơn giản như bề ngoài. Có người vô tình phát hiện một cách làm cho không gian gấp lại. Bình thường không gian phẳng như một tờ giấy, nếu như muốn nhìn đầu bên kia, cần phải xuyên qua tờ giấy, mà họ có thể gấp không gian để mục tiêu đến gần hơn, sau đó dựng một điểm trong đó. Nó giống như một lỗ sâu, thông qua nó có thể liên kết hai thời không. Không biết Đức nghe xong có hiểu không, nhưng anh nói với mọi người, mình chỉ muốn biết sự thật, chính là Claire trong video có phải là thật không, có phải còn sống không. Người này trả lời đúng vậy, nhưng không lâu nữa cô vẫn sẽ toang, vì mọi người không thể thay đổi tất cả. Cửa sổ thời gian này là sự may rủi, họ không biết khi nào sẽ đóng lại, nên không ai dám gây rối. Đức không quan tâm điều này, anh cho rằng có thể liên kết thế giới của 4 ngày trước, tại sao không tìm cách nhắc nhở đối phương. Tuy mọi người chưa thử qua, nhưng với sự kiên định của Đức, họ cũng muốn thử một lần. Nhưng trước đó, hãy tưởng tượng dòng thời gian ban đầu thay đổi, dường như không ảnh hưởng đến thế giới, chỉ có thể mở ra một thế giới song song. Cho dù như vậy, thử một lần mới biết kết quả. Thế là họ viết ra trên tờ giấy chuyện sắp xảy ra cùng thời gian nghi phạm xuất hiện và gửi cho Đức ở 4 ngày trước qua chiếc máy này. Chiếc máy vận hành nhanh chóng, một nửa thành phố đã bị mất điện. Họ thật sự đem tờ giấy gửi qua đó, nhưng Đức phát hiện ra mình không hề nhận được, mà tờ giấy đó lại được đồng nghiệp Danny nhìn thấy. Cuối cùng anh biết tại sao bạn mình lại xuất hiện ở vụ đánh bom. Như anh suy đoán, tuy mọi người dựa vào hình ảnh đã xác định được nghi phạm, nhưng lúc hắn rời đi, Danny bỗng nhiên xuất hiện và muốn chế ngự hắn. Không ngờ anh lại bị hắn bắn chết. Tất cả mọi người đau buồn khi hung thủ đưa Danny đi, đặc biệt là Đức, trong lòng anh rất khó chịu. Hóa ra là anh đã gián tiếp hại chết bạn mình. Thấy nghi phạm muốn chạy ra ngoài phạm vi, Đức hỏi có cách nào để theo dõi không. Mọi người cung cấp một chiếc mũ gắn camera, nó có thể chụp ảnh những chỗ ngoài phạm vi giám sát. Thế là Đức lập tức đội nó vào và đuổi theo nghi phạm. Trên đường, một mắt Đức nhìn thấy hình ảnh của 4 ngày trước, mắt còn lại nhìn thấy hình ảnh thực tại, một cái đầu không thể chia làm đôi. Không mất nhiều thời gian để đâm trúng một chiếc xe, Đức không dừng lại lâu, nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy không lâu sau, anh đuổi theo đến một ngôi nhà đổ nát, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngôi nhà ở đây dường như bị xô đổ, mà sau khi Đức từ bước vào, anh nhìn thấy dấu vết bạn mình bị sát hại. Cảnh tượng này khiến trái tim anh đau đớn, khuôn mặt của hung thủ được nhận diện. Cảnh sát cũng nhanh chóng bắt được tên này, đồng thời tìm được rất nhiều thuốc nổ và bom ở chỗ hắn. Hắn tên là Overstart. Trong tù Đức hỏi hắn tại sao phải làm vậy. Overstart trả lời khi đó hắn nộp đơn gia nhập hải quân nhưng bị từ chối. Muốn chứng minh năng lực của mình, hắn đã giết hại Claire. Hắn cũng nói vì hắn cần một chiếc xe hơi, nếu không phải cảnh sát làm hỏng xe của hắn, thì hắn sẽ không tìm chiếc xe khác. Sau khi thủ tiêu cô nhóc, hắn đặt thuốc nổ vào chiếc xe cùng cô ấy bước vào. Overstart bình tĩnh kể lại tất cả, dù trong lòng Đức đã không thể nhẫn nhịn, nhưng anh vẫn phải bình tĩnh, ngược lại nói với Overstart rằng tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng Overstart đột nhiên nói rằng chuyện nãy sẽ không thể kết thúc, và tội lỗi hắn phạm phải là sự lựa chọn của số phận, bất kỳ ai muốn ngăn cản đều sẽ phải mất mạng.
Những lời này khiến Đức có chút không hiểu, nhưng trước khi rời đi, anh nói số phận của Overstart chấm dứt rồi. Toàn bộ sự việc tưởng như đã kết thúc, nhân viên giám sát cũng đều rời khỏi đây, chỉ còn lại một người đang ngồi suy nghĩ gì đó. Đức lại đi đến nhà Claire một lần nữa. Sau một hồi quan sát rất lâu, khiến anh có cảm giác đặc biệt với cô gái này, khi anh nhìn lại câu nói dán trên tủ lạnh, đột nhiên anh nghĩ đến gì đó, sau đó quay người rời đi. Người đàn ông này nhận điện thoại của Đức, dường như đối phương chỉ chờ anh gọi đến, nói rõ hậu quả mà Đức làm như vậy. Suy cho cùng không ai đồng ý vì danh nghĩa khoa học mà hy sinh, Đức nói rằng mình đồng ý. Sau khi tắt điện thoại, Jill bên cạnh cũng đoán được mục đích của Đức, nhưng với tư cách là giám sát, Jill chỉ dặn người kia đừng quên tắt đèn. Sau đó rời khỏi chỗ đó, Đức đã đi đến đây, anh đưa ra quyết định của mình, chính là lợi dụng lỗ sâu gấp không gian để quay lại 4 ngày trước. Nếu như thành công, anh sẽ thay đổi được tất cả, nếu như thất bại, dù hẹo anh cũng cam lòng. Sau đó người này nhanh chóng thao tác, Đức chỉ cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Sự tấn công cực mạnh khiến cả thành phố đều mất điện. Cứ như vậy không lâu sau, đến khi Đức tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, nhìn tin tức xuất hiện trên TV, anh biết mình đã thành công. Anh không ở lại lâu, trực tiếp mượn súng và xe của đồng nghiệp chạy đến chỗ Overstart. Lúc này hắn chuẩn bị khử Claire, cô ấy vô tình làm chảy xước mặt hắn khi chống cự. Sau đó Overstart đấm cô ấy bất tỉnh, thấy da và máu trong móng tay cô, hắn quyết định cắt bỏ những ngón tay này, tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Khi hắn cầm kéo lên, Đức lái xe đâm thẳng vào trong, dù thu hút sự chú ý của Overstart, nhưng Đức cũng bị hắn bắn trúng. May mắn trong lúc nguy cấp, hắn thấy không ổn lập tức chạy ra ngoài, và Đức cũng thấy Claire nằm trên đất. Không ngờ, Overstart bên ngoài trực tiếp bắn vào bình xăng ở bên cạnh. Sau đó một tiếng nổ vang lên, Đức vội chạy đến chỗ Claire, cứu được cô ấy trong lúc nguy hiểm. Overstart nghĩ rằng hai người đã toang, vội vàng rời khỏi chỗ đó. Không lâu sau, Đức cũng chuẩn bị đưa cô rời khỏi đây, nhưng thấy vết thương trên vai anh, Claire muốn đưa anh đến nhà mình xử lý vết thương, thế là hai người cùng đi đến nhà cô. Lần đầu tiên Đức đến đây, anh liền để lại câu nói, cậu có thể cứu cô ấy. Tuy không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng anh muốn nói với bản thân mình, bất kể như nào, anh có đủ khả năng cứu bé. Sau đó anh đi xử lý vết thương. Cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao chiếc áo dính tiết canh và dấu vân tay của mình lại xuất hiện ở nhà cô rồi. Nhưng vì quá quen với nhà của cô, cũng khiến Claire nảy sinh nghi ngờ. Cô hỏi Đức rốt cuộc là ai, quá bất lực, Đức nói ra mình là người bên cục quản lý chất cháy nổ, còn để cô đi xác thực, thế là cô gọi điện đến cục quản lý chất cháy nổ. Sau khi Ganna nhận điện thoại biết là tìm Đức, nên đã miêu tả chi tiết ngoại hình của anh, đồng thời lưu lại số điện thoại của cô. Sau khi lấy được lòng tin từ cô, Đức đưa cô cùng đi đến bến tàu Algiers, nhìn thời gian trong đồng hồ sắp đến. Anh giải thích ngắn gọn những gì Overstart tấn công vụ khủng bố. Tuy Claire không hiểu những gì anh ấy nói, nhưng vẫn cùng Đức đi đến bến tàu. Khi đến đây, hai người nhìn thấy Overstart đang vội vàng rời đi. Anh để Claire đi báo cảnh sát, còn anh sẽ đi gỡ bom. Nhưng điều không ngờ đến là, Overstart chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy chiếc xe của mình. Anh đoán hai người họ chưa chết, sau đó vội vàng quay lại con tàu để chặn đường Đức. Cảnh tượng này bị Claire nhìn thấy, để nhắc nhở Đức, cô bỏ qua nguy hiểm trực tiếp nhảy lên tàu. Lúc này trên tàu vẫn đầy ắp tiếng nói cười. Không biết nguy hiểm sắp ập tới, Overstart trở lại thuyền và bắt đầu giết người. Hắn quyết tâm cho con tàu nổ tung, vì vậy phải ở cạnh xe không ai được phép đến gần. Đến khi Đức lặng lẽ qua đó, lại thấy Claire không biết bị bắt lúc nào. Thế là anh ra hiệu cho cô ấy, để cô khởi động chiếc xe. Sau đó anh bắt đầu hét lớn gọi tên Overstart, vì từng nói chuyện với đối phương. Đức nói ra sự ám ảnh về số phận của anh, hắn không thể ngờ có người hiểu mình như vậy, nhất thời không dám hành động. Chính lúc này, đột nhiên một chân Claire đạp ga chạy về phía Overstart, khi ép hắn vào giữa xe, Đức bắn một phát giúp hắn đăng xuất. Sau khi hắn hẹo, phía cảnh sát cũng kịp thời tới, để ngăn chặn đau thương xảy ra, hai người quyết định quyên sinh để mọi người trên tàu được sống. Họ lái xe lao thẳng xuống nước, khi chiếc xe bắt đầu chìm xuống, Đức đã cứu được cô ra ngoài, nhưng vì đâm vào con tàu, khiến anh bị kẹt không ra được. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, một tiếng nổ dữ dội phát ra từ mặt nước. Cuối cùng Đức hy sinh để thay đổi số phận của hàng trăm người. Sau chuyện này, Claire đau đớn ngồi một bên. Đột nhiên một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Đức. Đúng vậy. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.